lần sau không được nghịch giấy nữa nhá, cấm con nghịch giấy nghe chưa. Thank you.
nơi đâu rồi? Đang ngủ có đi đâu ấy? Pin đâu rồi? Trời ơi, cái con pin này, mày làm cái gì này? Mày đâu rồi? Đi về đây nào? Đi về đây nào? Đi vào đây rồi, con nhìn con đang làm cái gì thế này? Con đang làm cái gì thế này? Ở nhà mình con làm nó giấy mà con làm như thế này. Lần sau không được bị giấy nữa nhá. Cấm con bị giấy, nghe chưa? Bác không nói cho một lần nữa đâu. Đi ra đây. Có đã. Mất cả một hộp giấy rồi này. Suốt ngày hết phá cái này đến phá cái khác. Nhẽ suốt ngày cũng bị đánh đòn, nói không bao giờ nghe, không được nuôi, tối nay không cho ăn. Chú đi ra đây xem nào. Bà nói nhá, hôm nay con mình giấy là không được đấy, suốt ngày con cứ phá thế, nó không bình nữa. Bây giờ làm đây ngủ ra nghe chưa? Nghe chưa? Không bình nữa. Ngủ đi, tối qua cho ăn cơm nhá. Đang ngủ còn trốn đi xé giấy, xé hết giấy, tối lấy cái gì ạ? Cơm hão. Ngủ đi cho bà.